Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày đầu tuần năng lượng nhiều lắm. Tôi chỉ có vào buổi sáng thì tôi có một cái lượng khách, từ khách là trực tiếp đến văn phòng rất là nhiều, và khách tư vấn từ online, từ chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, cảm thấy rằng cuộc đời của mình cho đi thì sẽ không mất gì cả, nhưng sẽ được nhận lại rất nhiều. Nó không đơn thuần tình cảm, nó không đơn thuần là ý chí. Tuy nhiên kiến thức của tôi cho đi thì tôi sẽ giỏi hơn nè, tôi sẽ biết uyển chuyển hơn, và tôi nghĩ rằng cái người nhận kiến thức này họ cũng cảm thấy mãn nguyện. Thưa quý vị và các bạn, tôi làm video khoảng hơn một năm thì trong đó có hai luồng ý kiến trái chiều. Một luồng ý kiến là cho rằng là chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta cần phải đẩy mạnh, cần phải thêm cái này bớt cái kia. Một luồng ý kiến thứ hai thì chỉ có khen thôi. Thưa quý vị và các bạn, tôi mạnh dạn gửi đến những cái quý vị và các bạn những cái video do chính bản thân tôi trải nghiệm nghề. Tôi hoàn toàn không có ý định rằng nếu như trong trường hợp các bạn cần khởi kiện thì các bạn đã lên Google search và có tên tôi, thì thông điệp của chúng ta nói như là thuật ngữ đó là duyên gặp nhau, và biết đâu kiến thức của tôi sẽ bổ ích cho quý vị và các bạn. Tôi hy vọng thế và tôi đã làm. Thưa quý vị và các bạn, dông dài quá, hôm nay tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn chín nội dung cơ bản của đơn khởi kiện trong bộ luật dân sự. Thưa quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp mình đi khởi kiện tại tòa án, cho dù cái đơn ly hôn, cho dù đơn khởi kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản, hay một cái khởi kiện tranh chấp tài sản chung, hoặc một cái khởi kiện thừa kế, thì chúng ta bắt buộc phải tuân theo những cái quy định về bộ luật tố tụng dân sự, và đây chính là chín nội dung. Với chín nội dung cơ bản của khởi kiện tại tòa án, thì đối với những cái nội dung nào cơ bản thì chúng ta sẽ liếc qua nhanh, còn đối với những một số cái nội dung nào nó mang một tính chất là cần cái phân tích và tổng hợp thì luật sư sẽ đến với phải phân tích cho quý vị và các bạn. Theo cái điều 189 hình thức và nội dung của đơn khởi kiện thì tôi cho rằng cần thiết phải chín nội dung của đơn khởi kiện. Cái thứ nhất đó là ngày tháng năm làm đơn khởi kiện. Thì trong trường hợp quý vị và các bạn đi khởi kiện ở tòa thì thông thường ở một số quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh đều có cái mẫu đơn về đơn khởi kiện. Tuy nhiên thì không biết một số tỉnh thành khác thì như thế nào. Tuy nhiên đa phần một số tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh có đơn khởi kiện. Việc này thì chúng ta chỉ cần điền vào là xong. Tên về tòa án nhận đơn khởi kiện. Như tôi có nói vậy đó, nếu như trong trường hợp chúng ta nộp đơn ở tòa án huyện Hóc Môn thì chúng ta sẽ kính gửi trong cái phần mà tựa đề, chúng ta sẽ kính gửi tòa án nhân dân huyện Hóc Môn. Và nếu như trong trường hợp chúng ta khởi kiện ở tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ kính gửi tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tòa án nhân dân huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre chẳng hạn. Và cái thứ hai là tên nơi cư trú làm việc của người khởi kiện là cá nhân, hoặc trụ sở của người khởi kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức, điện thoại, fax và địa chỉ nhận được đơn thư nếu có. Thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp này thì tôi phân thành hai loại. Thứ nhất là gọi là họ và tên của người khởi kiện. Thứ nhất là tôi cho rằng là mình sẽ nói về cá nhân. Thì các bạn biết rồi, chúng ta khởi kiện thì chúng ta chỉ cần tên của nhân thân của chúng ta. Thì cách này thì dễ hơn quý vị và các bạn. Đối với tòa án thì họ trong cái đơn khởi kiện bắt buộc phải có chứng minh nhân dân bản sao y đó. Thì chúng ta chỉ cần là họ và tên người khởi kiện, sau đó chúng ta ghi là địa chỉ, hoặc thậm chí chúng ta ghi là thường trú đều được. Có thể rằng trong cái đơn khởi kiện có nêu cái thông tin về nhân thân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, rồi chứng minh nhân dân, địa chỉ. Tuy nhiên trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta chỉ cần ghi họ và tên người khởi kiện, năm sinh và địa chỉ.
thì thông thường cái địa chỉ nó có thể là trùng nơi cư trú của nguyên đơn, cũng có thể là địa chỉ là nơi nguyên đơn liên lạc. Đó là cái thông tin thứ nhất, là người khởi kiện là cá nhân. Nếu người khởi kiện là một cái tổ chức hoặc một cái doanh nghiệp thì chúng ta sẽ buộc phải có những cái thông tin về doanh nghiệp khởi kiện. Ví dụ tôi ký một cái hợp đồng mua bán than ở ở một cái công ty nào đó ở huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, thì khi ký hợp đồng thì tôi khởi kiện, công ty của tôi khởi kiện tại Tòa án Nhân dân huyện Dòng Trôm, thì trong đơn khởi kiện thì tôi yêu cầu phải cung cấp được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, rồi những cái thông tin về hợp đồng mua bán chẳng hạn, để cho Tòa án Nhân dân huyện Dòng Trôm biết được rằng tôi là một cái doanh nghiệp hiện vẫn còn tồn tại, và sau này trong cái quá trình đó thì tòa sẽ liên lạc với công ty của chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh một cái dễ dàng nhất. Trong cái đơn khởi kiện về cơ quan tổ chức thì chúng ta cũng nêu rõ là điện thoại, fax và địa chỉ thư để cho Tòa án Nhân dân biết và dễ thông tin gặp nhất. Thông thường thì một số tòa khó khăn hơn, họ yêu cầu là phải có cái doanh nghiệp bằng cái bản sao của cái giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty. Đó là cái trường hợp nội dung thứ ba. Cái nội dung thứ tư đó là tên nơi cư trú làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân. Trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan tổ chức. Thì thông thường chúng ta sẽ liệt kê những cái nội dung này, nếu chúng ta thấy có thì chúng ta cần, còn không thì chúng ta hãy để tòa án xác định cho chúng ta cái việc này, và chúng ta không ghi, chúng ta chỉ cần ghi nguyên đơn và bị đơn là đủ. Theo tôi là như vậy, theo cá nhân tôi là như vậy. Còn nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn là cá nhân, là công ty, xác định được ở cái tên nơi cư trú làm việc của người và lợi ích bảo vệ thì tốt. Còn thông thường thì tôi nghĩ là chúng ta cũng không bỏ qua cái điều khoản này. Và thứ năm, đó là tên nơi cư trú làm việc của người bị kiện là cá nhân, hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức, điện thoại, fax, địa chỉ điện tử nếu có. Thì giống như hồi nãy là người khởi kiện là cá nhân, thì người khởi kiện là bị kiện là cá nhân thì vẫn giống vậy. Chúng ta liệt kê về nhân thân. Nhân thân gồm có chứng minh nhân dân, hộ khẩu, ở đâu làm việc, ở gì gì đó. Nó giống như cái phần hồi nãy, đó là cái phần số 3, là người khởi kiện là cá nhân. Vậy thì trong trường hợp người bị kiện là cá nhân thì vẫn giống vậy. Không biết một số tòa án như thế nào, tuy nhiên rằng một số tòa án có cái cách khó hơn thì họ sẽ có những cái xác nhận, các bạn ạ, xác nhận nơi bị đơn kiện để tránh những cái trường hợp là xác định không đúng thẩm quyền. Thì cái này là một cái yêu cầu cá biệt của một số tòa thôi. Còn thông thường thì còn lại chỉ cần liệt kê cái thông tin của người bị kiện là đủ. Trong trường hợp này thì tôi cũng phân thành hai cái dạng. Thứ nhất là người bị kiện là cá nhân, thì vừa nói rồi, người bị kiện là công ty, tổ chức. Thì trường hợp không rõ nơi cư trú làm việc, trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú và làm việc, nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện. Tôi có nói rồi đó, nếu trong trường hợp hôm nay tôi đang ở huyện Củ Chi, và trong quá trình mà sinh sống làm việc, do đặc tính ở của công việc và tôi đi làm việc ở huyện Đống Đa, Hà Nội, thì trong cái quá trình mà làm việc ở huyện Đống Đa, Hà Nội thì tôi có xác lập một cái hợp đồng vay tiền của một ông A. Vậy thì hiện tại thì ông A không thể nào biết tôi đang sinh sống và làm việc ở huyện Củ Chi, và ông A cho rằng là khi mà cái giấy mượn nợ của cái bà Thu này, thì bà Thu mượn nợ tôi tại thời điểm đó, bà Thu cho rằng bà Thu đang công tác
nơi cư trú làm việc của bà Thu là ở huyện Đống Đa. Vậy thì bây giờ với chứng cứ này, tôi nộp đơn khởi kiện bà Thu tại huyện Đống Đa. Còn nếu trong trường hợp cơ quan tổ chức thì ngoài cái việc bị kiện là tổ chức, là công ty, là doanh nghiệp, thì một số tòa yêu cầu thêm cái gì quý vị và các bạn thôi? Doanh nghiệp bị đơn có còn tồn tại hay không? Thì thông thường chúng ta sẽ có một cái văn bản hỏi Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh để xem cái doanh nghiệp này có phá sản, có giải thể hay không. Nếu trong trường hợp luật quy định rồi, cái doanh nghiệp, cái tổ chức khi bị kiện thì cái doanh nghiệp đó phải còn tồn tại các bạn ạ. Chứ nếu như trong trường hợp cái doanh nghiệp đó bị phá sản, bị giải thể thì chúng ta không khởi kiện được. Đây là cái ý kiến thêm thôi. Thông thường một số như luật sư chúng tôi thì phải kỹ, khi kiện một cái công ty nào đó thì chúng tôi sẽ có một cái văn bản hỏi cơ quan thuế hoặc cái Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh rằng cái doanh nghiệp này có còn tồn tại thời điểm chúng ta vác cái đơn khởi kiện. Thuật ngữ bình dân là vác đơn đi khởi kiện, đơn nặng lắm, cho nên nhất thiết chúng ta phải có chính cái nội dung cơ bản để chúng ta hiểu được thêm rằng chúng ta vác cái đơn khởi kiện nó nặng đến mức độ nào. Và chương trình dân ta phải biết được, ta sẽ song hành với quý vị và các bạn. Cái thứ sáu đó là tên nơi cư trú làm việc của người có quyền và nghĩa vụ liên quan là cá nhân, hoặc trụ sở của người có quyền và nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức, số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử. Thì quý vị và các bạn biết không, theo quy định của luật thì người có quyền và nghĩa vụ liên quan có thể là cá nhân, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có thể rằng là cơ quan tổ chức. Thì hôm nay tôi sẽ đưa ra cho quý vị và các bạn hai cái ví dụ về người có quyền và nghĩa vụ liên quan là cá nhân và người có quyền và nghĩa vụ liên quan là tổ chức. Tôi có một cái tôi cho ông A vay tiền. Thì khi mà ông A vay tiền thì để đảm bảo cái nghĩa vụ trả nợ thì ông A đưa tôi một cái bằng khoán đất, số đỏ đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi có vay của chị Thu số tiền là 1 tỷ đồng và đưa cho chị Thu cái thế chấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông X. Thì khi ông vay tiền của tôi không trả lại tôi thì tôi khởi kiện ông đến tòa, và tôi cho rằng là trong trường hợp này thì cái người mà đứng tên trên cái sổ đỏ đó, trên cái giấy đất đó, tôi xác định họ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Còn rất nhiều những cái yếu tố về người có quyền và nghĩa vụ liên quan, tuy nhiên trong cái vai trò này thì tôi sẽ liệt kê cho quý vị và các bạn những cái nội dung rất là cơ bản thôi. Thứ hai nữa là người có quyền và nghĩa vụ liên quan là tổ chức. Ví dụ như thế này quý vị và các bạn, tôi cho ông A vay tiền để mua một cái lô sản phẩm, mua một cái lô hàng, và ông A nói rằng là cái lô hàng này được chính cái ngân hàng đảm bảo cái nghĩa vụ đó. Thì khi mà ông A không trả tiền tôi, cái công ty A này không trả tiền tôi, thì tôi người kiện, tôi là công ty của tôi sẽ đi kiện cái công ty đó, đi kiện cái công ty mà không trả nợ tiền đó, và tôi đưa ông ngân hàng cái ông đảm bảo gọi là cái số máy móc trang thiết bị này với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thì như vậy theo cái nội dung thứ 6 này thì chúng ta sẽ giống như hai nội dung thứ 3 và thứ 5 thôi, chúng ta sẽ liệt kê tên của ngân hàng, địa chỉ của ngân hàng. Thì ở này trong trường hợp này cũng lưu ý thêm một chút, nếu như trong trường hợp ngân hàng thì chúng ta phải hỏi cái ngân hàng khi chúng ta kiện chi nhánh hay là tiện lên lên hội sở, thì cái này thì tùy theo cái mức độ của ngân hàng và tùy theo cái ngân hàng chúng ta sẽ biết và uyển chuyển.
Thì thôi bây giờ như thế này, nếu chúng ta kiện ngân hàng thì chúng ta biết cái thông tin của ngân hàng là đủ. Trong cái quá trình thụ lý thì nếu như xét thấy cái người và nghĩa vụ liên quan cần thiết nữa thì ngân hàng, tòa án sẽ có một cái văn bản hỏi. Số 7, quý vị và các bạn, quyền lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Những vấn đề cụ thể yêu cầu tòa án giải quyết với người bị kiện, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Vấn đề này rất là quan trọng mà không phải ai cũng đưa ra được cái nội dung. Quyền và lợi ích của người khởi kiện bị xâm phạm thì tôi đưa ra cho quý vị và các bạn một số cái nội dung cơ bản như thế này. Nếu như trong trường hợp tranh chấp hợp đồng vay tiền thì tôi bảo rằng là: tòa ơi, hồi xưa ông A ông có vay cho tôi số tiền là 1 tỷ, chúng tôi có thỏa thuận lãi suất là bao nhiêu đó, tuy nhiên rằng là cái thời hạn vay là 1 năm, tuy nhiên nay 5 năm rồi ông không trả tiền gốc, ông cũng không trả tiền lãi. Cái việc xâm phạm đó là số tiền vay cho đến thời điểm này ông chưa trả gốc lẫn lãi. Tôi đi khởi kiện trong vụ thừa kế, tôi bảo rằng là ba mẹ tôi chết rồi, nhưng mà bây giờ cái chị thứ năm của tôi đang quản lý sử dụng, mà bây giờ kêu chỉ thực chia thì không chia. Tòa ơi, tôi là hàng thừa kế thứ nhất, và khi tôi là hàng thừa kế thứ nhất thì tôi được hưởng di sản thừa kế của mẹ tôi, ba tôi theo quy định của pháp luật. Giờ cái bà thứ năm bà quản lý sử dụng mà bà không chia tài sản, thiệt hại đến cái quyền của tôi đó. Quyền pháp luật cho tôi được hưởng thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất. Thêm một cái nữa nha quý vị, tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng. Tôi ký hợp đồng với cái ông kia với giá là 2 tỷ. Tôi bảo rằng là phương án đầu tiên là tôi sẽ thanh toán cho anh 70%. Tuy nhiên là sau khi ký hợp đồng xong xuôi ra rồi, tới thời điểm này 3 năm trở về đây rồi, ông không giao nhà cho tôi, ông không giao đất cho tôi. Thì tôi khởi kiện: tòa ơi, đáng lẽ là tôi đã được nhận, tôi còn có nghĩa vụ phải thanh toán là tiếp tục 30%, buộc phía bên ông bán đó, ông chuyển nhượng đó, phải giao nhà cho tôi, chẳng hạn như vậy. Nội dung thứ 8 là họ, tên, địa chỉ của người làm chứng. Thì thông thường trong một số trường hợp cần thiết thì chúng ta sẽ đưa người làm chứng vào. Thì các bạn biết theo quy định của người làm chứng là người biết và người hiểu cái việc đó. Tuy nhiên cái việc làm chứng này tôi cho rằng chúng ta sẽ bàn lại vào một cái vấn đề khác. Chúng ta chỉ biết thuật ngữ người làm chứng là người biết cái việc đó, và họ có thể ra làm chứng và có thể được xem là một cái nguồn chứng cứ trong cái việc khởi kiện mà thôi. Cái thứ 9 là danh mục tài liệu chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện. Thì cái này dễ lắm quý vị và các bạn. Sau khi các bạn liệt kê toàn bộ cái nội dung khởi kiện, yêu cầu của việc khởi kiện rồi, thì quý vị và các bạn sẽ thống kê lại. Thì thông thường tôi nói nhé, thông thường các bạn sẽ để ở phía bên góc tay trái là đính kèm. Thì chúng ta, nếu như trong trường hợp chúng ta tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì chúng ta thông thường thì chúng ta phải đính kèm chứng minh nhân dân hộ khẩu, rồi đính kèm hợp đồng chuyển nhượng, rồi đính kèm những cái giấy tờ mua bán. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất thì chúng ta sẽ đính kèm cái gì? Thứ nhất là di sản, cái thứ hai là chứng minh nhân dân hộ khẩu, những cái giấy tờ khai sinh chứng tử chẳng hạn. Và nếu trong trường hợp chúng ta tranh chấp hợp đồng vay tiền thì chúng ta sẽ liệt kê ra gồm có chứng minh nhân dân hộ khẩu và giấy vay tiền và những cái giấy tờ còn khác mà chúng ta cho rằng chúng ta đủ để khởi kiện, tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Thưa quý vị và các bạn, xin lặp lại thêm một lần nữa, tôi không có ý định dẫn các bạn, lôi kéo các bạn để khởi kiện ở tòa. Tuy nhiên nếu trong trường hợp các bạn thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại một cách nghiêm trọng thì chúng ta sẽ khởi kiện để yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.